đời con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Chúa muốn đời con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Tấm bánh đời con nhỏ bé Chúa ơi, dám đâu dâng đời vì quá nhỏ nhoi. Nhưng Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho muôn người. Và Chúa vẫn cần con làm tấm bánh bẻ ra cho cuộc đời. Chúa cần sự công tác của con, Chúa chỉ cần sự công tác của con. Vì từ năm chiếc bánh của hai con cá nhỏ, Chúa đã cho 5.000 người ăn no. Chúa đã cho dân được dư đầy. Thì nay đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra. Thì nay đây tấm bánh đời con xin Chúa hãy bẻ ra. Chúa chỉ cần sự công tác của con.